Chào mừng các em đến với bài giảng tiếp theo. Hôm nay chúng ta sẽ học về thể tích của khối chóp. Phần thể tích anh chia làm hai phần, một là thể tích của khối chóp và hai là thể tích của khối lăng trụ cho các bạn dễ dàng nắm bắt và tìm hiểu nhé. Chúng ta cùng bắt đầu. Ok, đầu tiên là phần định nghĩa về khối chóp. Muốn tính được thể tích của nó thì chúng ta hãy tìm hiểu thật kỹ cái định nghĩa về nó thì chúng ta sẽ dễ dàng nắm bắt được nó hơn. Thì thể tích của khối chóp hay là nó là một cái hình đa diện hay một khối đa diện gồm thứ nhất là một cái đáy và đáy bắt buộc là phải đa giác. Đấy, đa giác thì chúng ta sẽ có là tam giác, tứ giác. Đấy, và các cái hình đa diện có thể có nhiều cạnh hơn. Và tiếp theo là nó có một đỉnh nữa. Một đỉnh này có đặc điểm là nó sẽ không nằm trên cái mặt phẳng chứa cái đáy. Đấy, thì đấy là cái định nghĩa rất là đơn giản của khối chóp thôi. Về công thức thể tích của khối chóp thì anh nghĩ là các bạn đều đã nắm được một cách rất là chắc chắn rồi, bởi vì nó rất là đơn giản thôi. Thể tích khối chóp thì bằng 1/3 diện tích đáy nhân với chiều cao, B là diện tích đáy, còn H là chiều cao các bạn nhé. Còn công thức thì đơn giản như vậy, nhưng chúng ta cùng tìm hiểu kỹ hơn về cái tư duy để giải quyết cái bài toán tính thể tích khối chóp bằng công thức. Ở đây anh nhấn mạnh cái từ là bằng công thức bởi vì chúng ta sẽ có nhiều cái phương pháp để tính cái thể tích khác, nhưng chúng ta không đề xuất ở đây bởi vì những cái bài đấy thường là những bài ở cấp độ khó hơn hoặc là những bài đặc thù ở dạng khác, mà buổi hôm nay của chúng ta tập trung là tính cái thể tích của khối chóp bằng công thức thôi. Vậy thì từ công thức chúng ta nhận thấy là chúng ta sẽ phải muốn tính được thể tích của khối chóp, ta phải tính được thứ nhất là xác định được cái đáy là hình gì, và thứ hai là tính được diện tích của đáy, và cái thứ hai đó là xác định được đường cao và tính độ dài đường cao. Các bạn nhớ chưa? Đấy, đấy là cái hai cái tư duy chính của chúng ta, và bây giờ anh sẽ đi phân tích thật kỹ từng cái tư duy này một để cho các bạn nắm được, và chúng ta sẽ giải quyết cái vấn đề một cách nó chắc chắn và tốc độ hơn. Rồi, phần đầu tiên của chúng ta sẽ là xác định đáy là hình gì và phải tính được diện tích đáy. Thế thì anh sẽ chia cái đáy của chúng ta thành hai cái dạng chủ yếu. Thứ nhất là đáy của chúng ta là hình tam giác, đúng không? Đáy của hình tam giác thì chúng ta sẽ có các cái công thức tính diện tích tam giác như sau. Anh cùng nhắc lại cho bọn em nhớ. Thứ nhất là diện tích tam giác thì sẽ bằng 1/2 lần đáy nhân chiều cao. Cái BC này là đáy các bạn nhé. BC này là đáy, còn H là chiều cao. Đấy, là chiều cao. Đấy. Còn sang bên này công thức là 1/2 lần AB nhân AC nhân sin của góc xen giữa các bạn nhé. Đây là tích hai cạnh nhân sin của góc xen giữa. ABC trên 4R. R đây là bán kính đường tròn ngoại tiếp của tam giác nhé. Đấy, còn ABC là độ dài của ba cạnh thôi. Công thức này nó ít dùng hơn các bạn ạ. Hai công thức này ít dùng. Cái này cũng ít dùng. P nhân R, với P là nửa chu vi, R là bán kính mặt cờ mặt bán kính đường tròn nội tiếp các bạn nhé. Đấy, còn công thức này là công thức Heron. Đó, công thức Heron. Đó, thì các cái đại lượng anh giải thích cho các bạn đó. P là nửa chu vi, đấy. ABC là độ dài các cạnh. Đó. Thì chúng ta sẽ có 1 2 3 4 và 5 công thức nhá. Các bạn nhớ nhá, chúng ta sẽ có 5 công thức. Và đặc biệt là trong trường hợp tam giác đều thì các bạn nhớ luôn là diện tích của tam giác đều bằng A bình căn 3 trên 4 các bạn nhá. A bình căn 3 trên 4. Ok, trong trường hợp đáy là tứ giác thì sao? Trong trường hợp đáy tứ giác thì ở đây anh đã có một cái sơ đồ logic chỉ ra các cái đặc trưng của các hình đấy, và bây giờ anh sẽ cho các bạn các cái công thức của từng cái hình một nhé. Thứ nhất là các bạn thấy ở đây là hình thang. Hình thang có đặc điểm là cứ hai cặp cạnh đối song song thì nó là hình thang. Vậy muốn tính diện tích hình thang thì ta cũng có cái bài thơ muốn tính diện tích hình thang. Đáy lớn đáy nhỏ ta đem cộng vào, đáy lớn cộng đáy nhỏ là đem cộng vào này, đáy lớn cộng đáy nhỏ. Đấy. Đáy lớn đáy nhỏ ta đem cộng vào nhân với chiều cao, chiều cao. Chiều cao là cái đường này này các bạn. Đấy, chiều cao của hình thang. Chia đôi lấy nửa thể nào cũng ra. Đấy là bài thơ anh đọc lại nhá. Muốn tính diện tích hình thang đáy lớn đáy nhỏ ta đem cộng vào nhân với chiều cao.
chia đôi lấy nửa thế nào cũng ra. Cái này học từ chắc là phải tiểu học mất. Tiểu học, anh nhớ lại bài thơ này anh học tiểu học nhá. Bây giờ có rất nhiều các bạn tính chữ tích còn không biết đâu, nên các bạn phải học lại phần này thật là kỹ này. Hình thang cân thì nó vẫn là hình thang nhưng nó có thêm đặc điểm là hai cặp cạnh bên nó bằng nhau luôn. Hai cặp cạnh bên bằng nhau và hai góc ở đáy cũng bằng nhau. Đấy. Và hai đường chéo cũng bằng nhau. Đấy. Thì đấy là gọi là hình thang cân. Còn hình thang vuông thì nó sẽ có thêm hai góc vuông nhá. Đấy. Hình bình hành thì nó có hai cặp cạnh đối song song và bằng nhau luôn. Đấy, cứ có hai cặp cạnh đối song song và bằng nhau thì nó sẽ là tính chất của hình bình hành. Thì diện tích của hình bình hành thì nó cũng bản chất nó là hình thang thôi. Nên là chúng ta vẫn là bằng đáy lớn đáy nhỏ nhân với chiều cao chia đôi. Nhưng do là nó không còn cái khái niệm đáy lớn đáy nhỏ nữa, vì hai cái đáy nó bằng nhau rồi nên nó chỉ là diện tích bằng đáy nhân chiều cao thôi. Đó, thì những cái gì mà anh cần nhắc nhở ở đây thì anh sẽ nhắc cho các bạn để các bạn hiểu nhá. Còn diện tích hình chữ nhật thì đơn giản rồi, S hình chữ nhật đúng không? S hình chữ nhật thì bằng chiều dài nhân rộng thôi. Không có cái vấn đề gì cả, dài nhân rộng nhá. Còn diện tích hình vuông thì nó sẽ bằng cạnh nhân cạnh. Đấy, tức là cạnh bình phương. Đấy. Ở đây thì có một thằng nó đi cái nhánh nó hơi khác một chút, đó là thằng hình thoi. Thằng hình thoi thì các bạn thường thì các bạn sẽ công thức chuẩn của chúng ta sẽ bằng là đường chéo 1 nhân với đường chéo 2 rồi tất cả chia 2. Nhưng trong thực tế của chúng ta thường sẽ chia cái này thành các tam giác và chúng ta tính, chứ chúng ta ít khi tính trực tiếp lắm các bạn ạ. Tính trực tiếp nó sẽ mất công đi tìm đường chéo và nó lâu hơn. Chúng ta thường chia thành hai tam giác chẳng hạn để chúng ta tính. Đấy, các bạn lưu ý phần này nhé. Ok, như vậy là các bạn đã xác định được đáy rồi. Và nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là phải xác định được đường cao. Ở đây anh nói là xác định đường cao thôi, chứ anh chưa bắt tính nhá. Bởi vì cái việc tính đường cao và tính cái cạnh ở đấy anh sẽ để nó vào phần sau. Bây giờ để xác định đường đường cao chúng ta chú ý đọc kỹ đề và phân loại xem hình chóp được cho là hình nào để có thể xác định được đường cao. Ở đây anh đã chia sẵn cho các bạn thành 3 dạng chính. Dạng đầu tiên sẽ là dạng cạnh bên vuông góc với đáy các bạn nhé. Cạnh bên vuông góc đáy, các bạn ghi nhớ đấy, cạnh bên vuông góc đáy. Tức là đề bài nó sẽ cho luôn. Đấy. Còn dạng thứ hai là người ta cho chóp đều. Chóp đều thì cái đường cao của chúng ta chính là cái đường SO. Với O là gì? O là tâm của đáy các bạn nhé. Là tâm của đáy. Tâm gì? Nó là tâm đường tròn ngoại tiếp. Đấy, tâm đường tròn ngoại tiếp. Thực ra thì đây là chóp đều nên đáy của chúng ta bắt buộc là đa giác đều. Mà đã là đa giác đều rồi thì các bạn chỉ có một tâm thôi. Nhá. Rồi, đến cái hình thứ ba, đây là một cái trường hợp nó gặp vào nó cũng hơi khó một chút đấy. Đây là cái trường hợp mà chúng ta có mặt bên vuông góc đáy. Thì các bạn nhớ này, khi mặt bên vuông góc với đáy thì chúng ta sẽ có cái giao tuyến là ví dụ ở đây là giao tuyến AB. Thì đường thẳng nối từ đỉnh vuông góc với giao tuyến thì sẽ là đường cao luôn. Thường thì người ta sẽ cho cái mặt bên này sẽ là tam giác cân hoặc tam giác đều. Đấy, tam giác cân hoặc tam giác đều. Đấy, có một số trường hợp nó sẽ khó hơn thì những cái bài đấy anh sẽ nhắc sau. Đấy, còn bình thường chúng ta sẽ chỉ cần là tam giác cân hoặc tam giác đều thì cái đường cao của cái tam giác này đấy, chính là cái đường cao của cả hình chóp luôn. Các bạn ghi nhớ nhé. Như vậy là các bạn đã xác định được cái đường cao. Công việc tiếp theo của chúng ta là phải tính đường độ dài của các cái cạnh đáy hoặc là cái chiều cao cần thiết. Ở đây thì anh đã đề xuất cho các bạn ba phương án. Phương án thứ nhất là sẽ là sử dụng định lý Pythagore, tức là nếu đề bài mà người ta cho chúng ta hai cạnh của một tam giác vuông và hỏi cạnh thứ ba hoặc là cái cạnh chúng ta cần tìm thuộc cái cạnh thứ ba thì ta sẽ tìm một cạnh còn lại thông qua Pythagore các bạn nhé. Và cái thứ hai nữa, nếu mà người ta cho góc thì sao? Đấy, tức là chúng ta thường thì chúng ta sẽ chỉ biết có một cạnh thôi, một cạnh và một góc. Nếu một cạnh và một góc, chúng ta sẽ nghĩ đến cái tỷ số lượng giác. Và xin đi học cốt không hư, tan đoàn kết, cô tan kết đoàn để có thể tìm ra cái cạnh của mình cần tìm nhé. Rồi đến cái thứ ba anh muốn nhắc đến đó để cái công cụ tính toán của chúng ta có thể hoàn thiện hơn, đó chính là cái phần hệ thức lượng trong tam giác vuông mà chúng ta đã học ở đầu năm lớp 9 bài 1 luôn của phần hình của lớp 9 với các bạn. Và anh biết phần này là các bạn quên rất là nhiều nên các bạn phải hết sức lưu ý ở đây. Chúng ta sẽ có bốn công thức chính nhá. Bốn công thức chính của hệ thức lượng. Đấy, cái này thì các bạn có thể ghi hình, có thể dừng video lại để ghi lại các công thức. Đấy, còn anh không nhắc.
sâu hơn, bởi vì cái này là kiến thức cũ rồi. Nhưng anh nói cho các bạn chú ý này, đó là cái này là cái công thức chính, công thức rất là quan trọng nhá. Công thức số 4 ấy chuyên để làm những bài khoảng cách và những cái bài toán nó mang tính chất là khó, nó rất là hay dùng. Đấy, các bạn để hết sức lưu ý và bắt buộc phải thuộc công thức này nhá. Rồi chúng ta sang cái phần mà các bạn sợ nhất đây, đó chính là cái phần xác định góc. Đấy, có nhiều bạn anh thấy là thấy cái chữ góc cái là bỏ qua bài luôn, hoặc là đọc xong đề bài sẽ không biết xác định nó như thế nào. Thì hôm nay chúng ta sẽ cố gắng để chúng ta giải rõ ràng cái vấn đề này một lần nữa, và các bạn cố gắng là xem đi xem lại cái video, bởi vì đây là anh muốn đây là cái bộ tài liệu các bạn có thể xem đi xem lại, chứ anh không thể giảng cho các bạn lần này lần khác được nhiều như thế nhá. Rồi, thế thì anh chia góc của chúng ta là hai phần chính. Một sẽ là góc giữa đường thẳng với mặt phẳng, và đây là cái phần mà chúng ta đang học đây. Và cái thứ hai sẽ là mặt phẳng với mặt phẳng. Anh sẽ giảng chậm và giảng kỹ hơn cho các bạn cái phần này. Thứ nhất là góc giữa đường thẳng với mặt phẳng thì chúng ta sẽ xác định như thế nào? Các bạn nhìn cái hình vẽ minh họa đây. Ở đây anh đang muốn xác định góc giữa đường thẳng A và mặt phẳng alpha. Thì ta sẽ phải thực hiện các bước sau. Bước 1, tìm giao điểm O của A giao với mặt phẳng alpha. Đây là giao điểm O. Đấy. Bước 2 thì ta sẽ chọn một cái điểm A bất kỳ nằm trên đường thẳng A và kẻ vuông góc xuống thì ta được A phẩy. Đấy, ta được A phẩy thì mình sẽ thấy A phẩy là hình chiếu của A trên mặt phẳng alpha. Và khi ta nối O với A phẩy, nối O với A phẩy thì ta sẽ được đường thẳng O A phẩy, hay người ta đặt tên là đường thẳng A phẩy. Và đường thẳng này chính là hình chiếu, nó chính là hình chiếu của đường thẳng A các bạn nhé, hình chiếu của đường thẳng A. Đấy thì khi nó là đã là hình chiếu của đường thẳng A, thế thì chúng ta lúc này góc giữa đường thẳng A và mặt phẳng alpha sẽ chuyển thành góc giữa A và đường thẳng A phẩy bạn nhé, sẽ là góc giữa A với đường thẳng A phẩy. Đấy, góc giữa A với A phẩy, và góc giữa A với A phẩy thì nó sẽ là cái góc phi này. Thì các bạn lưu ý là góc phi, góc giữa đường thẳng với mặt ấy, thì nó sẽ phải nhỏ hơn hoặc bằng 90 độ. Đấy, và tất nhiên là nó sẽ hơn lớn hơn bằng không rồi nhé, nó không thể vượt qua được cái này. Thì đây là phần lý thuyết tổng quát của cái dạng này, các bạn phải ghi vào và lưu ý nó, đúng không? Dừng video lại, vẽ hình cẩn thận chưa. Rồi bây giờ đi vào thực tế thì áp dụng cái góc giữa cạnh, góc giữa đường với mặt thì nó sẽ là áp dụng như thế nào. Chúng ta cùng phân tích cái dạng thứ nhất, đó là góc giữa cạnh bên và đáy nhá, góc giữa cạnh bên và đáy. Thế thì góc giữa cạnh bên và đáy thì ở đây chúng ta cùng đọc đề bài với anh và cùng phân tích nhá. Cho hình chóp FABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, gạch chân chữ hình chữ nhật. Ta có AB bằng A. Ok. Hai mặt bên SAB và SAD cùng vuông góc với đáy. Cái này là hai mặt bên cùng vuông góc với đáy. Thì từ dữ kiện này chúng ta sẽ suy ra được là cái thằng SA. Đó, SA sẽ vuông góc với đáy, và suy ra SA sẽ là đường cao nhé. Đây, chúng ta đọc đề bài chúng ta phải có phân tích được những cái ý người ta cho như thế, và người ta cho luôn là SA bằng A. Như vậy là cái công cuộc tính đường cao của các bạn sẽ không còn phức tạp nữa, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ phải đi tìm, tức là đề bài bắt chúng ta tính thể tích của khối chóp SABCD. Thế thì chúng ta thấy là muốn tính thể tích khối chóp, chúng ta có hai việc cần làm. Việc thứ nhất là tìm đường cao, xác định đường cao và tính cái độ đường cao đấy ra, thì người ta đã cho sẵn ở đề bài rồi. Như vậy phần này là phần dễ. Phần thứ hai chúng ta sẽ tính diện tích đáy. Thì diện tích đáy của chúng ta sẽ là hình chữ nhật ABCD đúng không các bạn? ABCD. Thì ABCD thì chúng ta cần phải tìm được cái chiều dài và chiều rộng, tức là độ dài của cái hai cái phần ở đáy. Thì thứ nhất là người ta đã cho AB bằng A rồi. Đấy, AB bằng A rồi. Vậy công việc còn lại của chúng ta phải tìm ra được cái cạnh AD đấy, để chúng ta nhân nó vào với nhau thì chúng ta sẽ ra được cái diện tích đáy. Tức là bài này đánh đố chúng ta, làm khó chúng ta ở chỗ diện tích đáy. Vậy chúng ta sẽ sử dụng nốt cái dữ kiện của đề bài ở trên, đó là góc giữa cạnh bên SD và đáy. Đấy, góc giữa cạnh bên SD và đáy bằng 60 độ. Thế bước 1 chúng ta sẽ cùng tìm giao điểm nhé. Chúng ta thấy ở đây là SD sẽ giao với mặt phẳng ABCD tại D.
Đấy, có đúng các bước như vậy hay không? Tìm ra giao điểm D. Bước 2 là trên cái đường thẳng SD đấy, đấy, ta chọn một điểm bất kỳ để kẻ vuông góc xuống cái mặt đáy, đúng không? Thì rất may chúng ta đã có sẵn này, ngay từ đầu mình dạy anh đã phải bảo là bám vào đường cao. Chúng ta thấy ở đây là FA đã vuông góc với đáy. Vậy thì chúng ta thấy ở đây FA vuông góc với ABCD. Và suy ra SD sẽ là hình chiếu của gì? À, AD chứ, sorry các bạn, AD là hình chiếu của SD, đúng không? Trên mặt đáy, có hình chiếu trên mặt đáy. Vậy cái góc của chúng ta, đấy, góc giữa SD với mặt bằng đáy bây giờ chính là góc giữa AD và SD, và nó chính là góc SDA, và góc này cho chúng ta bằng 60 độ. Đấy, với cái góc này, bây giờ chúng ta thấy chúng ta có một cái tam giác vuông là SAD rồi, đúng không? Tam giác vuông SAD với cái góc D bằng 60 độ thì chúng ta cũng sẽ dễ dàng tìm được cái cạnh SA, à, cạnh AD. Đấy, cạnh AD còn thiếu bởi vì ta biết SA bằng A rồi, cái cạnh AD còn thiếu. Vậy ta sẽ dùng tang nhỉ, tang của D hay là tang của 60 độ nhé, thì bằng căn 3, đúng không? Tang 60 độ bằng căn 3 thì bằng đối trên kề, tức là bằng SA trên thẳng AD. Vậy từ đó suy ra AD sẽ bằng SA chia cho căn 3. Vậy nó sẽ bằng A căn 3 trên 3, à, A căn 3 trên 3, đúng không? SA sẽ bằng A căn 3 trên 3. Đấy. Vậy chúng ta có diện tích đáy sẽ bằng, bây giờ diện tích đáy của chúng ta là hình chữ nhật mà, diện tích đáy sẽ bằng A căn 3 trên 3 nhân với, đúng không? Nhân với AB bằng A. Vậy chúng ta được diện tích đáy. Lấy diện tích đáy này nhân với 1 phần 3, rồi nhân với chiều cao A. Đấy, vậy chúng ta thu được là đáp án sẽ là A mũ 3 căn 3 trên 9 mở ngoặc đơn vị thể tích các bạn nhé. Đấy. Rồi chúng ta cùng chuyển sang cái ví dụ thứ hai anh muốn nhắc đến là cái phần về góc giữa cạnh bên và mặt bên, vừa đấy là cạnh bên và mặt đáy rồi, bây giờ giữa cạnh bên và mặt bên thì nó sẽ khác như thế nào. Đấy, thì chúng ta cũng đọc kỹ đề bài này. Đề bài cho chúng ta hình vuông cạnh A. Ok, hình vuông cạnh A, vậy diện tích đáy chúng ta suy ra được là A bình luôn, đúng không? Đấy. Chúng ta sẽ đi tìm chiều cao. Chắc chắn là bài này sẽ phải ẩn cái chiều cao đi. Chúng ta cùng đọc xem dữ kiện người ta cho tiếp là cái gì. SA vuông góc với đáy, vậy là đường cao là SA. Ok, đường cao là SA, tức là phải đi tìm SA đó, đúng không? Đấy. Người ta cho tiếp dữ kiện là góc giữa cạnh bên SC và mặt bên SAD bằng 30 độ. Đấy, tính thể tích của khối chóp. Thế thì bây giờ việc của chúng ta là phải xác định góc giữa mặt bên SC với mặt bên SAD, đúng không? Góc giữa cạnh bên SC và mặt bên SAD. Bước 1 chúng ta cùng tìm giao điểm nào. Thì có phải là SC sẽ cắt thẳng SAD tại S không? Nhìn là biết, đúng không? Nhìn là hay biết là S đó. Bước tiếp theo là theo đúng lý thuyết là trên đường SC này ta lấy một điểm nào đó để có thể dễ dàng kẻ vuông góc với mặt phẳng SAD. Thế thì chúng ta cùng quan sát vì đây là hình vuông nên ta sẽ có CD vuông góc với AD. Anh viết ra đây nhé cho bạn dễ nhìn là CD vuông góc với AD. Đồng thời CD cũng vuông góc với SA luôn vì SA là đường cao mà đề bài đã cho. Từ hai cái này suy ra được SD sẽ CD chứ, CD sẽ vuông góc với mặt phẳng SAD. Đó. CD sẽ vuông góc với mặt phẳng SAD. Vậy từ đó suy ra được là cái thằng SD sẽ là hình chiếu của gì? Hình chiếu của SC trên mặt phẳng SAD. Đấy. Vậy suy ra đấy, là hình chiếu. Vậy suy ra góc giữa SC với mặt phẳng SAD, góc giữa SC với SAD bây giờ bằng góc giữa SC và SD, và nó trở thành góc CSD và bằng 30 độ các bạn nhé, đúng không? Và bằng 30 độ. Đấy. Thì đến đây chúng ta sẽ vẫn sẽ chưa thể trực tiếp tìm ra được chưa thể trực tiếp tìm ra được cái chiều cao SA của chúng ta sẽ phải đi một bước nữa, đúng không? Nào bây giờ chúng ta cùng nhìn vào cho anh này. Chúng ta sẽ có cái tam giác đầu tiên chúng ta sẽ xử lý ở đây, đó là tam giác SCD. Thì cái tam giác này vuông tại D, đó, cạnh hình vuông tại D. Thì chúng ta đã biết được cạnh DC bằng A rồi và góc SCD đúng không? Góc CSD chứ, góc CSD bằng 30 độ, góc CSD bằng 30 độ.
Vậy chúng ta sẽ nhanh chóng tìm ra được cái cạnh gọi là cạnh cạnh SD nhá. Chúng ta sẽ tính ra cạnh SD. Kính là cạnh SD thì chúng ta lúc đấy mới mới có thể SC cũng được, các bạn dùng SC cũng được, SD cũng được. Chúng ta bắt buộc phải tính được một trong hai cạnh này thì chúng ta mới có thể tìm được cái chiều cao SA. Thế các bạn thấy ở đây anh sẽ dùng vẫn là dùng tang nhé, tang của 30 độ. Bây giờ tang của 30 độ sẽ bằng 1 trên căn 3, 1 trên căn 3 và nó bằng đối trên kề đúng không? Đối trên kề tức là DC trên SD. Đấy, DC trên SD. Vậy thì suy ra SD của chúng ta sẽ bằng nhân chéo thôi, không có gì cả, SD của chúng ta sẽ bằng A căn 3 nhá. Đấy. Bây giờ có SD bằng A căn 3 rồi, bây giờ chúng ta sẽ gắn nó vào một cái tam giác để tìm ra được SA. Đấy, SA thì vuông rồi. Đúng không? SA vuông và có độ dài đang cần tìm. Còn cái ở dưới AD thì có sẽ độ dài là A. Còn SD thì sẽ có độ dài là A căn 3. Đấy, đây là đến lúc chúng ta sử dụng đến Pythagore, tức là chúng ta biết hai cạnh của một tam giác vuông thì cạnh còn lại suy ra SA sẽ bằng, đúng không? 3A bình cộng A bình thì bằng 4A bình. Đấy, vậy thì SA sẽ bằng căn của 4A bình. Căn của 4A bình thì sẽ bằng là 2A. Đấy, vậy đến đây là chúng ta đã dọn ra sẵn được đường cao này. Anh sẽ khoanh mực vàng vào cái chỗ đường cao này, khoanh mực vàng vào chỗ diện tích đáy này. Vậy thể tích chúng ta thu được sẽ bằng 1 phần 3 lần diện tích đáy nhân với chiều cao, tức là 1 phần 3 nhân 2 là 2 phần 3 nhân với A mũ 3. Đó. Thì đấy là cái hướng làm cái bài này nhá. Rồi, chúng ta đã xong cái phần góc giữa đường với mặt. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần góc giữa mặt với mặt các bạn nhé. Thì chúng ta nhìn quan sát cái hình ở đây. Góc giữa mặt phẳng Q và mặt phẳng V đúng không? Thì chính là người ta sẽ làm như sau này. Người ta bước 1 chúng ta hình dung là người ta sẽ tìm giao tuyến delta, tức là lấy P giao Q để cắt nhau tại điểm delta. Các bạn thấy được delta đây không? Bước 2 là trên cái mặt phẳng P này người ta tìm ra một đường thẳng A. A thuộc P, đồng thời A này vuông góc với delta. Đấy, đấy là cái tính chất của nó. Bước 3 của chúng ta sẽ là trên cái mặt phẳng Q người ta tìm cái đường thẳng B. B này thuộc Q đúng không? B này thuộc Q, đồng thời B cũng vuông góc với delta. Và cái này thì góc giữa, bây giờ góc giữa hai mặt phẳng P và Q đã chuyển thành góc giữa hai đường thẳng B và đường thẳng A. Đó. Cái hình dung này dễ nhất đó là các bạn nhìn thấy cái gáy của quyển sách ấy, các bạn nhìn khi các bạn mở gáy của quyển sách ra. Đó, thì cái gáy quyển sách chính là giao tuyến và cái góc giữa các cái trang mà các bạn mở ấy, đúng không? Đấy, thì các bạn hình dung đây là cái lý thuyết tổng quát của nó. Thì từ cái lý thuyết đấy chúng ta sẽ có những cái lưu ý như sau. Thứ nhất là góc giai mặt phẳng phải là góc không tù, nghĩa là cũng giống như được từ đường thẳng, nó chỉ nằm trong khoảng từ 0 đến 90 độ thôi. Đấy. Hai đường thẳng mặt phẳng song song hoặc trùng nhau thì góc giữa chúng sẽ bằng 0 các bạn nhé. Đấy. Còn hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì góc giữa chúng bằng 90 độ. Đó, đấy là lý thuyết tổng quát mà các bạn phải nhớ. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi vào thực chiến những cái ví dụ liên quan đến góc giữa mặt với mặt. Đây là ví dụ ở 4.2 mà anh muốn chữa cho bạn em. Ví dụ 3 phần góc giữa mặt với mặt thì đây là góc giữa mặt bên với đáy, thì nó sẽ là góc giữa mặt bên với đáy thôi nhá. Đấy, các bạn hình dung này, cho hình chóp SABCD có đáy là hình vuông cạnh A. Thì ở đây đến đây giai đoạn này anh sẽ làm cái bài toán này ở tốc độ nó level nó cao hơn. Các thấy hình vuông cạnh A các bạn viết luôn S bằng A bình. Đấy. SA vuông góc với đáy và góc giữa mặt bên SCD và đáy là 30 độ. Tức là bài này đang bị thiếu cái đường cao đúng không? Biết là đường cao là SA rồi, đường cao là SA. Hãy đọc đề bài biết đường cao là SA. Nhưng đường cao lại đang bị thiếu vì chưa thể tính được. Tức là chúng ta đã xong công đoạn xác định, còn công đoạn tính toán thôi. Thế thì chúng ta sẽ xem cái góc 30 độ này là góc nào nhé. Đấy, chúng ta thấy SCD và mặt đáy. Thế thì SCD bước 1 chúng ta tìm này. Bước 1 SCD cắt cái mặt phẳng đúng không? Cắt mặt phẳng đáy ABCD tại đâu?
Đấy, cắt tại đâu? Có phải là tại chính CD không? Đúng không? Tại chính CD. Bước 2 đó là trên mặt phẳng ABCD. Đấy, trên mặt phẳng ABCD hãy tìm một cái đường nó vuông góc với cả CD, thì chúng ta dễ dàng tìm được cái đường A này này. Từ cái chân đường cao thì ta thấy dễ dàng tìm được là AD sẽ vuông với CD. Đó. Chúng ta không lấy BC mà chúng ta lấy AD. Vì sao? Thì A là chân đường cao, nó sẽ có những cái tính chất nó đặc biệt hơn. Đấy, bước 3, trên cái mặt phẳng FCD, ECD là cái mặt bên đấy, thì chúng ta sẽ tìm một đường cũng vuông góc với CD, đúng không? Thì đây chúng ta nhìn nhá, CD vuông góc với AD, CD cũng vuông góc với SA. Đó, vậy nên CD sẽ vuông góc với mặt phẳng, CD sẽ vuông góc với mặt phẳng SAD. Đồng nghĩa với việc là CD cũng sẽ vuông góc với SD. Đấy, vậy thì trên cái mặt này chúng ta đã có là SD sẽ vuông góc với CD. Vậy AD và SD là hai thằng cùng vuông góc với giao tuyến. Vậy suy ra góc giữa hai mặt phẳng, đấy, góc giữa hai mặt phẳng. Góc giữa hai mặt phẳng, đấy, em viết tắt nhá, hai mặt phẳng. Thì bây giờ chính bằng góc giữa AD và SD, giữa AD và SD, và nó chính bằng góc FDA. Đấy, như trong hình vẽ, chính bằng góc FDA và góc này bằng 30 độ. Được chưa nào? Thế thì để tìm được SA, chúng ta lại vẽ một cái tam giác nhỏ ra để chúng ta xử lý nó. Tức là góc FAD, cái này là 30 độ. Và chúng ta đã biết AD bằng A, vì AD là cạnh của hình vuông, đúng không? Thế thì chúng ta lại dùng tang của 30 độ, đấy, bằng 1 trên căn 3, và nó bằng FA đối trên kề, đúng không, đoạn kết trên AD, thì sẽ bằng, thì suy ra, đúng không, suy ra SA sẽ bằng, đấy, A căn 3 trên 3, chúng ta chỉ nhấn chéo thôi là xong. Đấy, vậy thì chúng ta lại một lần nữa khoanh vàng cái chiều cao này vào, chúng ta đã có chiều cao, đã có diện tích đáy, vậy suy ra tất cả cái này là thể tích chúng ta sẽ là 1/3 lần diện tích đáy là A bình nhân chiều cao là A căn 3 trên 3. Vậy chúng ta thu được là A mũ 3 căn 3 trên 9 nhá. Đấy, nội dung của phần này. Đấy. Cắt, ok chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chuyển sang cái ví dụ thứ tư. Đây cũng là cái một cái ví dụ khá là hay về đáy của chúng ta là hình thang. Đấy, đấy là hình thang vuông. Đấy, vuông tại đâu? Vuông tại A và D như hình anh đã vẽ. Vuông tại A và D. AD thì bằng CD và bằng A, còn AB thì bằng 2A. Đấy, cạnh bên SA vuông góc đường cao đây rồi, vuông góc với đáy. Vuông góc với các cạnh đáy và mặt bên SABC, mặt bên SBC nhá. Tạo với đáy một góc là 30 độ. Ok, câu chuyện chúng ta bắt đầu rồi. Thế thì chúng ta tính nhanh diện tích đáy nào? Diện tích đáy bằng, đây là hình thang đáy lớn cộng đáy nhỏ, 2A cộng A, đóng ngoặc, vì đây là hình thang vuông nên cạnh bên AD sẽ là đường cao luôn, nhân đường cao là A, tất cả chia cho 2. Vậy nó sẽ là 3A nhân A là 3 bình trên 2. Rồi, bây giờ chúng ta để đó. Nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta sẽ phải đi tìm đường cao SA, đúng không, thông qua cái dữ kiện góc. Đấy, góc giữa mặt bên SBC tạo với đáy một góc là 30 độ, mặt bên SBC tạo với đáy một góc 30 độ. Thế thì chúng ta sẽ lại làm hai bước. Bước 1 đúng không? Bước 1. Giao tuyến rồi, SBC cắt đáy ABCD tại thằng BC, được chưa? Bước 2 chúng ta sẽ đi tìm cái gì? Tìm đường thẳng thuộc mặt đáy, đúng không? Mặt đáy ABCD vuông góc với BC, thì anh muốn lại một lần nữa nhắc các bạn là bám lấy thằng A, thì A là chân đường cao nên nó có rất nhiều tính chất đặc biệt khác, được chưa? Thế thì để nắm rõ được cái tính chất đặc biệt đấy, anh cùng các bạn sẽ vẽ cái hình ra cho nó dễ nhìn, được chưa? Vẽ cái hình phẳng ở đáy ra, đó. Chúng ta vẽ đúng tỷ lệ thì chúng ta sẽ ra được cái bài toán nó rất là dễ, đó. A này, B này, C này, đấy, D này, đúng không? Đấy. Đây giờ nó bảo là góc giữa SBC, SBC tạo với đáy một góc là 30 độ, đúng không? SBC. Thế thì các bạn hình dung là bước 1 ta phải vẽ một cái đường, thì cái đường mà từ A, đấy, vuông góc với BC thì chính là cái đường AC các bạn nhé.
Đấy, các bạn ở đây để ý, đây là A này, đây là A này, đây cũng là A này, đây cũng là A này, vì AB bằng 2A mà. Thì cái góc này là 45 độ, góc này 45 độ. Thì chúng ta sẽ suy ra được AC sẽ vuông góc với BC nhé. Đúng không? Bước 3, bây giờ trên cái mặt phẳng FBC phải lấy được đường nào đó vuông góc với giao tuyến BC. Thì anh sẽ lấy đường nào đây? Thì chúng ta thấy ở đây chúng ta có BC. Đấy, BC đã vuông góc với AC rồi. Đấy, ẩn ý như thế. BC cũng chắc chắn sẽ vuông góc với SA vì SA là đường cao mà. Nên từ đó suy ra được là BC sẽ vuông góc với mặt phẳng SAC. Đồng thời chắc chắn nó sẽ vuông góc với thằng gì? Với thằng SC, được chưa? Sẽ vuông góc với thằng SC, vậy suy ra BC vuông góc với SC. Thì ở đây ta có là BC vuông với SC. Vậy từ đó suy ra được cái góc mà chúng ta cần tìm là góc giữa SBC với ABCD thì nó sẽ bằng chính góc chính là góc BCA các bạn nhé, chính là góc BCA ở à, góc này này BCA được chưa, nó chính là góc này BCA. Đấy, BCA. Đấy, góc giữa sorry các bạn nhé, nó là SCA. Đây nó là góc này, được chưa? Nó chính là góc này. Rồi, thế để tìm được SC, SA đúng không? Thì độ SA chúng ta lại dựng cái đường cao lên. Đó, dựng đường cao lên. Chúng ta có này, SAC đúng không? Đó, góc SAC. Và góc này sẽ là góc 30 độ, được chưa nào? 30 độ. Cạnh AC chúng ta chưa biết nhưng nhờ cái hình phẳng này chúng ta dễ dàng tính được là AC bằng A căn 2. Viết ở đây là A căn 2. Đúng không? Vậy thì suy ra theo tỷ lệ đúng không? Theo tỷ lệ ta có SA trên SC đối trên kề trên AC thì sẽ bằng tan của 30 độ. Và sẽ bằng căn 3 trên 3. Đó. Vậy từ căn 3 trên 3 này thì ta sẽ suy ra được là SA chiều cao SA sẽ bằng AC nhân căn 3 trên 3, tức là A căn 2 nhân căn 3. A căn 2 nhân căn 3 tất cả chia 3 thì bằng A căn 6 trên 3, được chưa? A căn 6 trên 3, vậy là diện tích đã có, diện tích đây rồi, chiều cao đã có, vậy thể tích của chúng ta thu được sẽ bằng 1 phần 3 lần này 3A bình trên 2 nhân với A căn 6 trên 3. Đó, và chúng ta rút gọn dần nhé. Đấy, chúng ta sẽ có là A mũ 3 căn 6 trên 6. Đấy, và đó là đáp án bài này. Ở trên thì chưa các bạn nào. Đấy, rồi chúng ta sẽ đến ví dụ cuối cùng của bài ngày hôm nay nhé. Chúng ta cùng đến ví dụ bài cuối cùng này. Bài này thì là bài của chóp đều các bạn nhé. Bài này là bài của chóp đều. Thì chóp đều chúng ta nhớ là chúng ta có các cạnh bên bằng nhau và các cái góc tạo bởi mặt bên với đáy cũng bằng nhau luôn. Thì bây giờ nó cho chúng ta dự kiện là đáy bằng A này. Thế thì đáy là hình vuông mà nên diện tích đáy các bạn ghi luôn là diện tích đáy bằng A bình. Và góc giữa mặt bên và đáy là 30 độ. Cái góc giữa mặt bên và đáy thì giúp chúng ta bản chất cái dự kiện này giúp chúng ta tìm nốt cái đường cao thôi, các cái diện tích đáy là xong rồi. Và chúng ta dễ dàng nhận đấy là đường cao của chúng ta là SO các bạn nhá. Đường cao là SO với O là tâm đường tròn ngoại tiếp của đáy. Đấy. Thế thì cái góc 30 độ này là góc nào? Thì nó góc giữa một mặt bên bất kỳ đúng không? Thì ở đây anh chọn cái hình là góc SCD giao với ABCD cho nó dễ nhá. Đấy, thì bước 1 các bạn này tìm giao tuyến này. Giao tuyến các bạn bây giờ làm tắt dần đi. Giao tuyến các bạn nhìn thì được nó sẽ là có phải là CD không? Đúng không? CD. Đấy. Thế thì chúng ta sẽ thấy chúng ta dễ dàng kẻ SP vuông góc với CD được. Đấy, vì đây là hình chọp đều nên là các cạnh bên bằng nhau đúng không? Các cạnh bên bằng nhau. Thì chúng ta thấy là FB bằng bằng CD nên là SP sẽ vuông góc với CD. Còn suy ra P sẽ là trung điểm của gì? Trung điểm của CD đúng không? Đấy. Và tương tự như vậy ta sẽ có là tam giác OMCD cân cân tại O. Vậy từ đó suy ra OP đấy, sẽ bằng
À, sẽ vuông góc với cả CD đúng không? OB cũng sẽ vuông góc với CD. Vậy từ đó ta sẽ suy ra được cái góc giữa mặt bên SCD với góc với mặt bên ABCD thì nó sẽ bằng đấy, nó sẽ bằng chính là góc OPS. OBS tại sao OBS này có nhìn này. Ở đây có phải OP vuông góc CD không? Và SB vuông góc CD không? Tức là cùng vuông góc với giao tuyến thì nó là góc đấy. Vậy chúng ta sẽ có góc OB bằng 30 độ. Rồi, bây giờ nhiệm vụ chúng ta là tính nốt SO này, gắn SO vào cái tam giác OSP, gắn cái đấy vào với góc này là 30 độ để cho. Vậy ta cần tính cái SO thì chúng ta rất dễ dàng nhận thấy là OP sẽ bằng A trên 2 nhé, vì nó sẽ bằng một nửa của cái cạnh hình vuông. Vậy ta sẽ suy ra được là tan của 30 độ sẽ bằng căn 3 trên 3 nhân với SO trên OP. Vậy thì suy ra SO trên OP, vậy thì suy ra ta sẽ có là SO sẽ bằng OB là A trên 2 nhân với căn 3 trên 2. Vậy nó bằng A căn 3 trên 6. Và có diện tích ở đây rồi và có chiều cao ở đây rồi, chúng ta ốp vào công thức là xong. Thể tích sẽ bằng 1 phần 3 lần diện tích đáy là A bình nhân với chiều cao là A căn 3 trên 6. Vậy tất cả nó bằng A mũ 3 căn 3, A mũ 3 căn 3 trên 18 các bạn nhé. A mũ 3 căn 3 trên 18. Và đây là cái bài tập cuối cùng của chúng ta trong chuyên đề 2 này. Chuyên đề này hơi dài một chút vì nó là cái phần thể tích, nhưng anh nghĩ muốn các bạn cố gắng xem kỹ và làm cái phần bài tập phía dưới để chúng ta có để chắc chắn hơn. Phần nào chưa hiểu thì các bạn comment và đánh giá ở dưới để anh có thể có những cái video bổ trợ cho các bạn kịp thời nhất nhé. Thank you.